Chào mừng các sếp đã quay trở lại với Người Channel. Hôm nay tôi sẽ đem tới một chiếc Ultrabook đến từ Lenovo. Đây là Lenovo Yoga Pro 7i với cấu hình là Intel Core Ultra 7 155H, 32GB RAM, RTX 4050 và màn hình 14.5 inch, 2.8K 120Hz. Có thể coi đây sẽ là một cái chiếc máy mà làm mọi người hay gọi là creator laptop. Chip tiết kiệm điện nhưng mà vẫn đi kèm cạc rời khá mạnh, phục vụ được các nhu cầu sáng tạo, edit video, remote hoặc là giải trí chơi game đều ok. Với giá chính hãng đang từ 45 triệu đổ lên thì chắc chắn nó sẽ không phải thiết bị cho đại đa số, nhưng mà nếu sếp nào có điều kiện tài chính tốt thì có thể bấm liên tục vào đường link trong phần mô tả và bình luận để tham khảo ngay. Còn sếp nào không có tiền mua giống tôi thì bây giờ là review chi tiết xem là máy 45 triệu thì nó như thế nào. Trước khi vào video thì đừng quên để lại một like và một đăng ký, tại vì nó miễn phí. Giới thiệu qua cho sếp nào chưa biết thì dòng Yoga Pro là dòng Ultrabook cao cấp nhất của Lenovo. Thế nên là chất lượng hoàn thiện và độ chắc chắn của chiếc máy này là không phải bàn, cực kỳ tốt, không hề có hiện tượng ọp ẹp trong quá trình sử dụng. Toàn bộ phần vỏ đều được làm từ hợp kim nhôm, các đường viền được bo tròn đem lại cảm giác thoải mái, không bị cấn tay khi sử dụng. Mặt lưng đơn giản đặc trưng, chỉ có dòng chữ Yoga và logo của Lenovo được đặt dọc hai bên. Phần bản lề cũng được làm dài và rất chắc chắn, có thể mở góc tối đa là 180 độ, thậm chí là mở bằng một tay. Cái này thì khá là ngon tại vì là máy nhẹ. Về các cổng kết nối thì máy sẽ có một cổng HDMI, hai cổng USB Type-C ở bên cạnh phải, trong đó có một cổng là Thunderbolt có hỗ trợ xuất hình và sạc nhanh 140W. Cổng còn lại là USB thông thường. Cạnh trái thì sẽ chỉ có một cổng USB A và một jack tai nghe 3.5. Ngoài ra thì nút nguồn và bật tắt webcam thì vẫn sẽ được đặt ra cạnh. Đây là cái điểm đặc trưng của dòng Yoga Pro. Với tôi đi thì một cổng A là nó hơi ít nên có thêm một cổng nữa để cắm chuột chín rời nếu cần. Tuy nhiên thì đây là máy creator nên là ít cổng cho nó máy mỏng không vấn đề lắm. Tổng quan về ngoại hình thì chiếc máy này là tôi thích màu xám hơn, nhưng mà hình như họ không có. Tiếp theo là màn hình thì máy có kích thước là 14.5 inch, tấm nền OLED, độ phân giải là 2.8K, tỷ lệ 16:10, tần số quét 120Hz, độ chuẩn màu 100% sRGB, 100% DCI-P3 và Delta E dưới 1, tức là nó rất đẹp và mượt, thậm chí có thể chỉnh màu và làm màu chuyên nghiệp trên cái màn hình này. Độ sai lệch màu sắc của nó gần như là rất nhỏ. Với mức giá cao thì đây cũng là thông số khá hợp lý cho màn hình rồi. Cũng không biết cho gì hơn với kích thước 14 inch này. Hơi tiếc là độ sáng của nó thì chỉ dừng lại ở 400 nits, không được cao như những mẫu Ultrabook khác, nhưng mà khi mà cầm ra ngoài chơi sử dụng thì vẫn có thể dùng được nếu mà để độ sáng lên tối đa. Thực tế sử dụng thì chất lượng hiển thị đem lại nó cực kỳ nét và sắc, thông số của nó gần như là hết cỡ rồi. 120Hz sẽ là cái cần có để nâng cao trải nghiệm cơ bản cũng như là chơi game nếu mà có nhu cầu giải trí. Giờ mà muốn mua Ultrabook thì nên chọn mẫu nào mà có 120Hz chứ còn 60Hz thì lúc cần chơi game nó bực lắm. Còn về chỉnh ảnh các thứ thì tôi cũng chỉ làm thumbnail là nhiều thôi nên là cũng không vấn đề gì lắm. Tuy nhiên là ai cần chuyên nghiệp và chỉnh ảnh thường xuyên thì 14 inch nó sẽ hơi bị nhỏ. Nó tiện là ngoài đường thôi chứ về nhà thì vẫn nên có màn rời. Ngoài ra thì camera cũng có hỗ trợ IR, tức là có thể mở khóa bằng gương mặt, tăng độ bảo mật và tiện lợi. Nói chung là cái màn này thì nó hết cỡ so với kích thước rồi. Về mặt hiệu năng thì đây sẽ là cái điểm mà tôi ấn tượng nhất, tại vì với kích thước máy nhỏ như này nhưng mà linh kiện bên trong của nó có thể coi là khủng. CPU Intel Core Ultra 7 155H này, 16 x 20 luồng, xung tối đa 4.8 GHz, một con chip cao cấp trong lineup Core Ultra mới. Cái điểm CPU của nó thì là tầm 25.000 điểm, nó không quá cao khi mà so với một mẫu chip i, nhưng mà đây là con chip được làm ra để tiết kiệm điện và tập trung vào các tính năng AI hơn. Và với cái chiếc máy này thì nó sẽ đi kèm cạc rời nữa nên là phần sức mạnh sẽ không phải lăn tăn. Nói kỹ về các cải tiến của Core Ultra thì đầu tiên là nó sẽ ăn ít điện đi nên là nhiệt độ CPU cũng sẽ được đảm bảo không quá cao, thậm chí là còn khá mát nếu mà làm việc thông thường. Thế nên là các mẫu Ultrabook có Core Ultra sẽ được cải thiện đáng kể về thời lượng pin với các tác vụ cơ bản so với chip i ngày xưa. Thứ hai là trong con chip này thì được trang bị thêm một bộ xử lý AI Engine. Việc của nó đơn giản là kết hợp cùng với CPU và GPU để xử lý các tác vụ liên quan đến AI. Tùy theo các sếp làm gì thì máy sẽ phân bổ về từng thành phần. Rất nhiều ứng dụng và thiết bị bây giờ đã có tích hợp sẵn những thứ liên quan đến AI. Điển hình là con laptop này, trên bàn phím thì có sẵn một nút để bật nhanh Windows Copilot. Thì cái này sẽ là một con ChatGPT được tích hợp sẵn trong Windows, thông minh không khác gì con ChatGPT và nó có khi còn hơn. Học tập và làm việc có thể hỏi sẵn nó luôn mà không cần vào web thì khá tiện. Tôi thì không chuyên về AI lắm nhưng mà anh Duy Luân thì có thông tin các bên thứ ba đã sẵn sàng hỗ trợ về AI cho Core Ultra rồi, kiểu như là mấy cái AI tích hợp sẵn trên Photoshop hay là các thứ dùng trên máy này sẽ ngon. Các đồ họa tích hợp của con chip này sẽ là Intel Arc, một con GPU đủ khỏe để làm các tác vụ nhẹ nhàng như là edit video, cắt cắt hoặc là Photoshop mà không làm thời lượng pin bị tụt. Có khi nào mà làm các tác vụ nặng như là Premiere hoặc là chơi game thì lúc này có thể cắm sạc vào sử dụng hiệu năng của con cạc rời RTX 4050, hiệu năng cho ra sẽ được tốt hơn. Cái việc trang bị những con chip Core Ultra này thì sẽ giúp máy có thể cân bằng được giữa thời lượng pin và sức mạnh xử lý. Nói chung là khi dùng đến tác vụ nặng thì vẫn cứ là phải cắm sạc vào chứ nó chưa thể tối ưu quá khủng khiếp được, vì dù sao thì cạc vẫn là cạc rời.
Sang phần mà tôi test thực tế thì cấu hình này nếu mà chơi game trực tiếp trên máy thì chắc chắn nó vẫn chơi ngon eSport, thừa chơi max setting 2.8K, FPS ổn định 200 với Liên Minh. Sang với Wukong thì ở setting trung bình có bật DLSS và tăng khung hình thì FPS được tầm 60, tức là cũng khá ổn rồi. Lưu ý là đây là độ phân giải 2.8K, chứng tỏ máy không bị cắt giảm quá nhiều về hiệu năng các màn hình, vẫn bung hết sức. Trong quá trình chơi thì vì là một màn 120Hz nên là trông mượt hơn so với thực tế, có thể là chơi trực tiếp trên máy mà không bị khó chịu. Chơi Wukong ngon thì PUBG hay là CS2 cũng chơi được. Làm với DaVinci thì nó cũng mượt, làm hiệu ứng chỉnh màu các thứ thoải mái. Nhớ cắm sạc khi dùng để tối ưu hiệu năng là được. Render một file 4 phút thì sẽ mất tầm hơn 7 phút, không quá nhanh nhưng mà nó cũng không quá tệ. Dù sao nên nhớ nó cũng là máy mỏng nhẹ. Nhược điểm thì chắc chắn sẽ đến từ quạt nó kêu hơi to, vì tác vụ nặng mà máy mỏng như này thì chắc chắn nó sẽ nóng. Tuy nhiên thì quạt xả nhanh nên là chỉ tầm 70 độ thôi, không lần nào bị lên 80 thì cũng có thể coi là khá mát so với một cái Ultrabook. Nhưng mà lưu ý là đừng để lên pad chuột hoặc là chất liệu vải là được. Về bàn phím và trackpad thì đây sẽ là chiếc bàn phím lý tưởng cho ai phải gõ nhiều. Kích thước mặt phím lớn, độ êm và nảy vừa phải, cảm giác gõ cũng mềm tay. Tôi đã viết kịch bản của cái video này trên cái phím này mà không gặp vấn đề gì cả, thậm chí nó còn gõ sướng hơn con phím rời tôi đang dùng hàng ngày. Thì đây sẽ là cái điểm cộng của Lenovo. Thường là bàn phím của hãng thì nói chung được làm khá tốt, trackpad thì ở mức tạm được, nó không phải màn cảm ứng mà vẫn bấm cạch cạch, dùng thì cũng mượt nhưng mà vẫn nên có chuột rồi. Cuối cùng thì ai nên mua chiếc máy này? Với giá từ 45 triệu thì hãng đã định vị sẵn đây là máy creator laptop. Vì mặt bằng chung các mẫu máy này sẽ có giá cao, đổi lại thì ngoại hình nó mỏng nhẹ, cấu hình bên trong khủng, có thể mang đi lại tiện lợi, thì chắc chắn người đầu tiên nên mua phải là có tiền. Và thứ hai là có nhu cầu làm việc sáng tạo, edit và thiết kế trên một thiết bị không quá to, cần mang đi gặp khách khứa pitching nhiều, thì đây sẽ là mẫu máy có thể thay thế cho MacBook. Vì ngoài làm được việc thì nó còn chơi được cả game ngon. Giá thì chắc chắn là không rẻ nhưng mà nó có tệp khách hàng riêng, nên là sếp nào nằm trong tệp đấy thì có thể bấm liên tục vào đường link trong phần mô tả và bình luận để tham khảo cân nhắc trước khi ra quyết định. Và đó là những suy nghĩ và trải nghiệm của tôi về Lenovo Yoga Pro 7i, mẫu Ultrabook Creator cao cấp đến từ Lenovo. Các sếp thấy sao với chiếc máy này? Cái giá 40 triệu thì có hợp lý hay là đắt thì hãy để lại ý kiến trong phần comment. Rất là vui vẻ, đừng quên đăng ký người chơi đồ để không bỏ lỡ bất kỳ video nào. Xin chào và hẹn gặp lại.